Hello anh em, là mình đây. Các bạn thấy video hôm nay lạ không? Đúng vậy, lạ bởi vì hai điều. Tiếc lâu lắm rồi mình mới giấu mặt sau camera này. Các bạn vừa cắt tóc xong, hơi lười lên hình trông hơi ngu ngu. Và cái thứ hai đều là lẫm trong video này, đó là các bạn nhìn thấy không? Hai cái máy này để trong mặt các bạn. Cùng đến với một thương hiệu và là anh em rất sát nhau và đang để màn hình cùng độ sáng. Nhưng mà trông lại có vẻ trước bên trái nó tối hơn trước bên phải. Không phải vì nó tối hơn, bởi mình chắc chắn với các bạn rằng mới để độ sáng màn hình hai chiếc máy này ngang nhau. Nó tối hơn căn bản là bởi vì nó là màn hình LCD có góc nhìn hẹp hơn nên cảm giác nó tối hơn thôi. Khi dựng lên nhìn trực diện các bạn thấy nó sáng ngang nhau. Đây là chiếc Galaxy A32. Bên tay phải mình là chiếc A32 phiên bản 4G, tức là phiên bản thường. Còn bên tay trái là phiên bản 5G, phiên bản có thể nói là xịn hơn một chút với CPU hỗ trợ mạng 5G. Và video hôm nay sẽ là video rất thú vị. Mình muốn chia sẻ với các bạn về hai chiếc smartphone này. Và hãy cùng nhau tìm hiểu xem nó có gì thú vị ngay sau intro. Nếu bạn là người thường xuyên backup và di chuyển dữ liệu thì đừng quên tham khảo thương hiệu WD với ổ cứng SSD My Passport với khả năng di động rất cao, tốc độ trên 1 GB trên giây, với khả năng chống sốc, giao lưu dễ dàng, bảo vệ mật khẩu và tương thích với cả PC cũng như là Mac. Đầu tiên thì hãy tạm cho chiếc A32 5G sang bên. Chúng ta hãy nói trước về chiếc A32 phiên bản bình thường, tức là phiên bản 4G. Nếu các bạn thường xuyên hóng hớt trên các trang báo điện tử về thế giới công nghệ, thì có lẽ các bạn biết thừa là Samsung vừa ra mắt 3 dòng smartphone mới tầm trung và cận cao cấp, đó là A32, A52 và A72. Chiếc 52 và chiếc 72 thì mình sẽ có video trên tay cho các bạn sau. Hôm nay nói về chiếc này trước. Thì đây là chiếc A32. Và thực sự đây là một chiếc smartphone rất là thú vị, mình chia sẻ với các bạn. Thứ nhất, đây là dòng A với đầu 3. Và khi mà nhắc đến cái đầu 3 này thì mình đã mường tượng nó sẽ mức giá đâu đó loanh quanh từ 3-5 triệu. Nhưng không ngờ là chiếc smartphone này có giá đến hơn 6 triệu đồng. Nhưng mà đương nhiên rồi, sẽ có những chương trình khuyến mãi, hoàn tiền rồi trừ quà v.v. Có thể nó sẽ xuống dưới mức 5 triệu, mình không chắc, nhưng mà các bạn tham khảo nhiều nơi. Bởi video này không có ai tài trợ hết, mình mượn được máy thì mình làm thôi. Thì đây là chiếc A32 4G, tức là phiên bản bình thường mà gần như tất cả mọi nơi đều bán phiên bản này. Với chip, chip gì các bạn biết không? Chip gì? Không phải chip Qualcomm, đó là chip Helio G80. Đúng vậy, một con chip đến từ MediaTek. Cái tiếp theo mình muốn nói là mặc dù là một chiếc smartphone có thể nói là tầm trung, gần với cả phân khúc bình dân rồi, nhưng Samsung lại cho một cái rất là hay ở đây. Mình đã nghĩ rằng họ sẽ cho một con chip mạnh hơn, nhưng mà thay với con chip mạnh hơn họ đã cho chúng ta một cái màn hình. Một cái màn hình rất ấn tượng. Đúng đấy, AMOLED Full HD 90Hz. Quá tuyệt vời, không thể nào có thể tưởng tượng được. Với cái tầm giá này Samsung lại làm cái màn hình ngon như vậy, và với độ sáng tối đa lên đến khoảng tầm 800 nit. Đương nhiên khi các bạn nói về flagship thì thường xuyên là độ sáng kiểu 1100 nit, 1500 nit. Nghe khủng khiếp quen rồi, 800 nit nó phải bình thường, nhưng mà đối với cái mức giá loanh quanh từ 5 đến 7 triệu, thậm chí là các flagship đến từ các hãng Trung Quốc, thì con số 800 nit đã là rất cao rồi. Và thực sự cái màn hình rất ngon. Với cái tần số quét 90Hz cũng như là vì nó tấm nền AMOLED nên màu sắc rất đậm đà, rất đã luôn. Được hiệu ứng chuyển cảnh trượt qua trượt lại nhìn nó rất là sướng. Chốc nữa nói sang chiếc máy này chúng ta sẽ thấy cái điểm thú vị ở đây. Và với cái mức giá theo như mình dự đoán là khoảng tầm 5 đến 6 triệu thì đây không phải là một kèo tệ. Thứ nhất, vì sao? Các bạn nhìn mặt lưng này, đó là bộ 4 camera mặt lưng. Thì 4 camera thôi có lẽ cũng là do Samsung họ vẽ thêm vào cho nó nhiều, bởi vì một camera sẽ là camera phục vụ khả năng lấy nét khi chụp chân dung. Còn lại 3 camera thường xuyên sử dụng thì các bạn sẽ có camera chính, camera góc rộng và camera chụp macro. Đó là 3 cam các bạn có ở đây và một cái đèn flash. Cái thiết kế như thế này nó cũng có điểm gì đó, nó độc, nó lạ, nó khác người. Không biết các bạn đang xem video cảm thấy thế nào, nhưng đối với những người sợ lỗ có lẽ sẽ cảm thấy hơi ngại ngùng khi nhìn chiếc máy này. Đương nhiên có thời gian làm quen thì các bạn thấy nó bình thường thôi, nhưng đối với mình không khoái nhiều lỗ lắm, nhìn nó hơi hơi gọi là kỳ dị, hơi lạ mắt một chút. Các bạn cảm thấy thế nào các bạn bình luận bên dưới. Còn mặt lưng này sẽ mặt lưng nhựa bóng, và vì là nhựa nên sẽ có hai điều có lưu ý. Thứ nhất là nó sẽ không sợ bị vỡ như các bạn dùng lưng kính. Cơ mà điểm thứ hai là dễ xước hơn. Thế nên rằng mình nghĩ là khi các bạn mua chiếc smartphone này thì nên có một cái ốp đi kèm. Nhưng mà trong hộp không có ốp. Cơ mà ngược lại là không có ốp thì các bạn lại có cả củ sạc và cả cáp Type-C. Một cái điều mà flagship Galaxy S21 không có. Tuyệt vời không? Mà đương nhiên là sạc thì chỉ có sạc 15W thôi. Vẫn được gọi là sạc Adaptive Fast Charging của Samsung, nhưng mà chỉ có đơn giản là 15W.
với cộng cáp USB Type-C. Hộp thì mình không có đây, mượn một máy trần thôi, nhưng mà mình cam kết các bạn là hộp có sẵn nước sạc và cáp luôn. Cái tiếp theo mình thấy ăn tiền ở chiếc smartphone này, đó là cái này, các bạn nhìn đâu, đó cái biểu tượng này, đây là vân tay đặt dưới màn hình. Các bạn lưu ý này nhé, vân tay đặt dưới màn hình cho Galaxy A cái đầu 3 mà vân tay dưới màn hình khá là kinh khủng tởm. Chưa hết, nhìn cạnh đáy các bạn thấy gì không? Ngoài cổng USB Type-C và loa ngoài ra, chúng ta còn có jack 300mm. What? Như kiểu Samsung đã nhồi nhét rất nhiều thứ vào đây. Chưa hết nhá, các bạn còn dung lượng pin 5000mAh. Đúng vậy, nhưng mình cũng đang mường tượng là với cái cục sạc 15W mà sạc pin 5000mAh thì không biết bao giờ nó mới xong. Cơ mà có pin to vẫn sướng hơn là có pin nhỏ, đúng không nào? Tiếp theo, mình sẽ chọc sim ra cho các bạn xem. Đấy, tuyệt vời chưa? Hai sim và một thẻ nhớ sử dụng đồng thời, không mất đi bất kỳ tính năng nào. Và camera selfie thì sao? Thử zoom lên các bạn một tấm xem như nào nhé. Đây là cái điểm Geekbench mình test được ở trên chiếc máy này. Với điểm đơn nhân là 348 và đa nhân là 1276 với con chip Helio G80. Và tạm thời trước mắt đó là chiếc Galaxy A32 phiên bản 4G. Và tiếp theo chúng ta di chuyển sang chiếc A32 phiên bản 5G. Đây, chính là nó đây. Cái điều đầu tiên có lẽ các bạn nhìn thấy đó là kích thước màn hình, thì chiếc A32 5G sẽ có màn hình 6.5 inch so với 6.4 inch trên chiếc A32 thường. Và chiếc A32 5G này theo những thông tin đồn đoán, hiện giờ chưa có mức giá chính thức, nhưng theo như mình nhớ và những tin đồn rất nhiều nơi có là nó sẽ có giá bán chính hãng đắt hơn khoảng tầm 1 triệu đồng so với chiếc A32 phiên bản 4G, tức là phiên bản thường. Vậy thì với cái mức giá đắt hơn 1 triệu, bỏ cho máy sang đây, các bạn có thêm cái gì? Đương nhiên đầu tiên là màn hình to hơn. Và các bạn có thêm cái này. Cảm ơn vân tay đặt bên cạnh. Đúng vậy, chiếc smartphone rẻ hơn có vân tay dưới màn hình. Còn chiếc smartphone đắt hơn thì có vân tay cảm biến điện rung quen thuộc đặt ở bên cạnh như rất nhiều smartphone khác thị trường. Thì cái này có lẽ các bạn cảm thấy nó kém xịn sò hơn, nhưng mà theo mình thấy thì nó cũng nhanh và nó nhạy, thậm chí ngon hơn cả cảm biến vân tay này. Cơ mà về cơ bản là nhìn nó không sang xịn mịn bằng. Tiếp theo đó là cái màn hình này, nhưng nãy mình có nói là các bạn đã nhìn thấy rồi, màn hình nó tối hơn bởi vì nó màn hình LCD với góc nhìn hẹp hơn. Và cái màn hình này nó không chỉ đơn giản là màn hình LCD với góc nhìn hẹp hơn, mà nó còn là màn hình 60Hz với độ phân giải HD 720p. Mình không biết lý do là gì khiến Samsung làm như vậy, nhưng các bạn nhìn đây thì thậm chí là viền nó còn có cảm giác dày hơn. Nhưng bạn nhìn viền trên đúng không, viền trên cảm giác nó còn dày hơn. Tại sao Samsung, tại sao phiên bản 5G với giá đắt tiền hơn mà làm cái màn hình như thế này? TFT LCD HD nó đã đủ tệ rồi, chưa kể là còn làm tần số quét chỉ có 60Hz. Một cái màn hình có lẽ lôi ra từ chiếc smartphone cách đây hơn chục năm. Mình không biết tại sao Samsung làm như vậy. Tại sao một chiếc smartphone 5G xịn sò mà lại làm cái màn hình tệ như thế này? Cơ mà thôi không sao, hãy cùng nhau nói thử về hiệu năng. Thì phiên bản này cũng có dung lượng RAM và dung lượng bộ nhớ giống như chiếc A32 thường, nhưng mà con chip thì là chip khác. Chúng ta có con chip là MediaTek Dimensity 720. Thì với con chip này, mình test Geekbench, nó tỏ ra là nó mạnh mẽ hơn một chút so với con chip G80 ở trên chiếc A32 thường. Đó là điểm đơn nhân 452 và điểm đa nhân là 1582. Thì đó điểm số như vậy thôi, nhưng mà vì mình đã quá quen màn hình tần số quét cao, vì thế mình cảm thấy rằng cái màn hình 60Hz này mặc dù có chip ngon hơn đấy, nhưng mà cảm giác lướt qua giao diện nó có cái gì đó cảm giác giật hơn và khó chịu hơn so với chiếc A32 thường. Cơ mà cái điểm kỳ dị nó lại chưa dừng lại đấy. Trên chiếc máy rẻ hơn này, chúng ta còn có camera selfie 20MP so với camera 13MP. Tức độ phân giải camera selfie ngon hơn trên chiếc máy đắt tiền hơn. Và cái chiếc máy đắt tiền hơn này, chúng ta camera chính ở phía sau là 48MP. Còn trên chiếc máy rẻ hơn, camera chính lên đến 64MP. Đó là một điều mà mình cần vắt tay lên trán suy nghĩ, tại sao chiếc máy rẻ hơn này nó lại có thể nói là ngon hơn gần như mọi mặt. Thua chiếc máy đắt tiền hơn đúng một thứ, đó là cái CPU nó yếu hơn một chút thôi. Còn lại màn hình ngon hơn, thân hình gọn gàng hơn, pin cũng dung lượng lớn, cũng sạc 15W, cũng jack 3.5, cũng loa stereo, camera độ phân giải còn cao hơn. Vân tay còn xịn hơn dưới màn hình đàng hoàng. Màn hình 90Hz các thứ. Còn về cái điều này khác biệt cuối cùng mình nhận ra đó là khay SIM. Thì đây là khay SIM của chiếc A32 5G, đó là chúng ta sẽ dùng được hai SIM và một thẻ nhớ, nhưng mà cái khay SIM thứ hai sẽ bị chiếm dụng khi
khi các bạn sử dụng thẻ nhớ, tức là nếu muốn dùng cả 3 thứ thì bắt buộc phải bỏ một là SIM, hai là bỏ chiếc thẻ nhớ đi. Không như chiếc A32 phiên bản thường, A32 phiên bản thường sẽ dùng được cả 3 thứ cùng một lúc thì nó ngon hơn ở chỗ đó. Vậy tổng kết lại, lý do mình muốn trên tay hai chiếc máy này muốn chia sẻ với các bạn là gì? Bởi mình thấy quá khó hiểu. Ok, chiếc A32 5G đắt hơn vì nó có 5G, chấp nhận. Nhưng mà lại cắt giảm quá nhiều thứ. Con chip chỉ mạnh hơn một chút thôi, còn lại những thứ khác có thể nói là giống y hệt. Màn hình thì lại tệ hơn, từ Full HD AMOLED 90Hz xuống TFT LCD 60Hz 720p. Đây là sự xuống cấp quá lớn. Còn lại thì dung lượng pin y hệt, kết nối y hệt, thậm chí là còn thua khi mà không có hai SIM một thẻ nhớ cùng lúc. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Các bạn cho mình biết là cái quan điểm của bạn như thế nào về việc Samsung tạo ra hai chiếc smartphone cùng đời, chỉ khác là 4G với 5G mà nó lại có cái sự khác biệt dị hợm như thế này. Anh hãy bình luận bên dưới. Và các bạn muốn xem gì nữa thì anh bình luận luôn. Ngày mai ngày kia khi nào mình rảnh, mình sẽ làm video cả trên tay luôn chiếc A52 và 72. Còn video hôm nay vui vẻ như vậy thôi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong các video khác nhé. Peace.